đi. Thùy Dương rất vui khi được gặp lại quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, cosplay đã rất quen thuộc với chúng ta. Có thể nói, đôi lúc những bức ảnh cosplay được thực hiện còn đẹp hơn cả những nhân vật chính trong truyện tranh, phim hoạt hình hay là video game. Vậy thì trong số phát sóng lần này, hãy cùng với Thùy Dương và Khả và Tobi cùng đi tìm hiểu về những bộ trang phục được cosplay lên một tầng cao mới, một level mới trong video ngay sau đây. Những bộ hóa trang đưa cosplay lên một đẳng cấp mới. Một, Nintendo. Bạn đã bao giờ thấy cosplay 2D chưa? Nếu chưa thì bạn nên làm quen với tác phẩm của cosplay người Mỹ Dan Castell. Người tạo ra những bộ trang phục Princess 2D hấp dẫn lấy cảm hứng từ các nhân vật trong các video game của Nintendo. Sau khi xem một bộ trang phục bằng bìa cứng từ bộ phim của khu vực 9 District 9, Castell đã quyết định anh ta có thể làm nên điều gì đó tương tự. Với sự giúp đỡ của phần mềm hoạt hình, anh ta đã tạo ra một bộ trang phục 2D cho Chorizo, là một loại video game Mage Joy, chuyển nó sang bìa cứng và sau đó vẽ tay. Trang phục cho Chorizo của anh được nhận được nhiều phản hồi tích cực, vì vậy anh đã tiếp tục tạo ra những bộ trang phục tương tự. Nhưng mọi người thấy rằng ai cũng có thể trở thành một cosplayer hiệu quả và độc đáo mà không phải tốn nhiều tiền. 2. Demogorgon. Castlec tốt nghiệp tại Đại học Bell State và đã vẽ rất nhiều những bức tranh tường tại các trường học phía nam của Indy. Những tác phẩm đã đưa Case lên đỉnh cao mới, đó là trang phục mà anh ấy cosplay. Anh ấy đã hóa trang thành Demogorgon từ phim Stranger Things, có tên dịch ra tiếng Việt là Cậu bé mất tích. Anh ta mô tả các cơ chế của trang phục đơn giản đến mức nực cười. Có một cái bẻ tay xe đạp cho mỗi cánh hoa trên đầu. Chúng gặp nhau tại một điểm trung tâm và kết nối với một dây cáp dài hơn chạy xuống cánh tay của anh ta để anh ta có thể dùng tay kéo nhẹ để làm cho những cánh hoa có thể nở ra và chụp lại. Và bộ trang phục đó, có lẽ bạn sẽ chắc chắn rằng mình chẳng nhìn được gì khi mặc bộ này vào. Nhưng Case đã tìm thấy một chiếc váy đen có giãn tại một cửa hàng tiết kiệm với giá vài đô la. Cắt một mảnh nhỏ ra và kéo dài qua miệng, anh ta có thể nhìn xuyên qua những lỗ nhỏ đó hoặc là những khoảng trống giữa các cánh hoa. Case mất khoảng 35 giờ để làm ra bộ trang phục đó và làm cho bọn trẻ khá sợ hãi. 3. Hulkbuster. Chắc chắn các bạn đã biết Hulkbuster là một bộ đồ hàng nặng của bộ giáp Iron Man trong bộ phim Avengers: Age of Ultron để chiến đấu chống lại Hulk đang hoành hành. Có rất nhiều những cosplay tuyệt vời tại New York Comic Con, nhưng có một bộ trang phục đặc biệt mà mọi người nhắc đến nhiều nhất, đó chính là Hulkbuster, được tạo bởi Thomas David Chillo từ đội xây dựng của cosplay chuyên nghiệp X-Champion Costumes. Bộ cosplay của Hulkbuster cao tới 2,5m và nặng tới 45kg. Để có được bộ đồ hoạt động theo trật tự như vậy, Thomas đã phải rất kỳ công. Ông đã dành ra 1.600 giờ để làm ra bộ đồ này. DiPetrillo đã sử dụng nhiều loại vật liệu để tạo ra chức năng cho Hulkbuster. Tôi đã sử dụng một bộ xương bằng nhôm với polycarbonate cho nửa bên trong và evabot khói cho nửa dưới. DiPetrillo nói rằng, ở phần đầu gần như không thể phá hủy, nó gần như chống đạn, nó thực sự rất mạnh và nhẹ. Đồ này còn được trang bị micro và loa, bất cứ khi nào Hulkbuster bước một bước, một âm thanh va chạm lớn được phát ra từ hệ thống PA, hệ thống âm thanh công cộng, và âm thanh đó được sử dụng để mô phỏng rằng Hulkbuster được cho là nặng 2 tấn. Với sự giúp đỡ của 2 hoặc 3 người, DiPetrillo đã mất khoảng 20 phút để mặc bộ đồ Hulkbuster này. 4. Cánh có thể di chuyển. Alexis Noriega tự làm ra những đôi cánh và có thể di chuyển này. Cô đã dành tình yêu, thời thơ ấu của mình cho những đôi cánh và bay vào một công việc hoàn toàn thời gian với công việc kinh doanh của mình có tên là The Clocker Faster. Một số cánh được vận hành bằng động cơ nhỏ và có thể xải dài 3,6 mét. Noriega
từ tay làm ra mọi thứ, từ khung cho đến lồng vũ, để làm ra một đôi cánh có thể mất từ 60 tới 120 giờ để thực hiện. Họ bán với giá 2.000 đô tới 3.000 đô, khoảng 45 tới 70 triệu đồng. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lo lắng về những chiếc lồng vũ và sự bất tiện cho đôi cánh này. Họ không biết xuất xứ của những chiếc lồng từ đâu. Họ lo cho cuộc đời của những chú chim, nhưng những người khác lại cho rằng đó chỉ là lồng nhân tạo, nó chỉ hỗ trợ cho công việc của cô mà thôi. Năm người sắt. Trong những năm qua, Tony Stark đã làm ra rất nhiều những điều kỳ lạ và tuyệt vời với bộ giáp Iron Man của mình. Và mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những sai lầm trong khi làm ra những bộ áo giáp sắt, nhưng nói chung series Iron Man có một di sản dài làm cho anh hùng của nó trông thật cực kỳ cool ngầu. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt vời hơn với những bộ đồ Iron Man do những người hâm mộ tạo ra và những người hâm mộ câu chuyện tranh và điện ảnh đã cố gắng tái tạo ra các thiết kế của Tony Stark rất nhiều lần. Có thể ví dụ tốt nhất về điều này là từ Wenes Berenhissen, cosplayer và những nhà sản xuất Hà Lan này đã miệt mài tạo ra một bộ áo giáp sắt Iron Man, lấy cảm hứng từ một trong những bộ đồ mà chúng đã được thấy ở trong Iron Man 3. Hơn nữa, bộ áo giáp sắt này có một số bộ phận làm đáng kinh ngạc. Mặc dù là bộ đồ không thể bay như là Tony Stark, nhưng mức độ chi tiết thật đáng kinh ngạc. Mặt nạ của nó mở ra, đóng lại giống như thật. Và nó có cả hai chùm tia đẩy được tích hợp vào cánh tay và tên lửa đẩy trên lưng. Hơn nữa, lò phản ứng hồ quang của bộ đồ này thậm chí còn đi kèm với cổng USB. Và vì vậy là bất kỳ siêu anh hùng nào cũng có thể sạc được điện thoại của họ trong khi chống lại tội phạm. Với sự khéo léo của mình, Benny Hirsten mất khoảng 6 tháng để có bộ đồ hoạt động. Anh đã trang bị gói lipo 14V trong bộ giáp sắt và các bộ phận làm việc khác được điều khiển bởi các công tắc ẩn trong cánh tay của bộ đồ. Đây là bằng chứng cho thấy Manvus đã gây ra được tiếng vang lớn đối với người hâm mộ trong những năm qua bằng một bộ đồ của nhân vật. Wonder Woman, nhiếp ảnh gia và cha của hai em bé, George Lucy đã khiến cô con gái Nelly của mình đã thành Wonder Woman để chụp một bộ ảnh Halloween hoành tráng. Rossi cho biết anh đã quá mải mê với công việc và quên mất không thực hiện buổi chụp hình truyền thống vào các buổi sinh nhật của con gái, cảm thấy quá tội lỗi nên anh ta đã quyết định chụp một bộ ảnh Halloween thật hoành tráng cho cô con gái. Phối hợp với một người bạn thiết kế trang phục tại Mixville Studio ở Salt Lake City, Rossi đã dành khoảng thời gian một tháng để tạo ra một bản sao cỡ bé của trang phục Wonder Woman. Tổng cộng, trang phục và đạo cụ có giá tới 1.500 đô la. Khi Nelly nhìn thấy sản phẩm hoàn chỉnh, cô bé đã tỏ ra rất phấn khích, thậm chí cô bé còn không muốn ngủ cả trưa và hỏi tại sao không chụp hình thay vì ngủ trưa. Cha mẹ cô bé và nhóm chụp ảnh đã phải mang đến cho những siêu anh hùng nhỏ bé một cuộc phiêu lưu khá kỳ thú và thú vị. Bảy, Lego, những bộ trang phục Halloween có kích thước thật sự được xây dựng bởi Brad Lee. Anh ấy là một nghệ sĩ đồ họa đến từ Denver. Ông đã thiết kế và tạo ra trang phục này khi con trai ông muốn có một bộ trang phục Halloween nhỏ. Trang phục này sử dụng các vật liệu đơn giản như keo dán và tấm đệm cắm trại bằng bọt. Ông sử dụng thảm cắm trại bằng bọt cho phần đế của trang phục. Chúng phù hợp với kích thước của cả trẻ nhỏ và người lớn, nó sẽ hoàn thành và phù hợp với trẻ cao từ 1m2 tới 1m4. Sau Halloween, bạn có thể sử dụng trang phục này như một bản sao độc nhất và là một phần hiển thị thú vị cho ngôi nhà của bạn. Chuyển động của trang phục này giống như một Lego thực tế. Nó cũng phù hợp nhất cho những người cao lớn từ 1m50 tới 1m70. Ông ấy cũng cung cấp các hướng dẫn từng bước về cách chế tạo trang phục. Những bộ váy Disney. Một ông bố thiết kế 32 tuổi ở California, người đã tạo ra những bộ trang phục lấy cảm hứng từ Disney tuyệt vời nhất cho các con của mình. Để đi chơi ở Disney World, cô gái 6 tuổi Lily đã yêu cầu một bộ trang phục để đi chơi công viên.
không giống như bất kỳ những người cha khác, đơn giản là đi đến một cửa hàng trang phục. Neffy đã tự tay làm ra một bộ trang phục tiên nữ tuyệt đẹp cho cô con gái của mình. Hóa ra, nó tốt đến nỗi mà nó đã thu hút được các bậc cha mẹ khác. Và bây giờ, Neffy đã thiết kế những bộ trang phục lấy cảm hứng từ Disney, đôi khi là lấy cảm hứng từ Chastity Kestrelford để kiếm sống. Từ Bạch Tuyết đến nhân vật Belly, anh ấy đã thiết kế tất cả. Người sắt. Dan Seed đã làm một phiên bản người sắt cực kỳ thú vị. Anh ấy đã dành hơn 330 giờ để làm ra bộ sắt này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Cảm ơn những khán giả của Khám Phá Tubi đã luôn đồng hành cùng với Khám Phá Tubi trong suốt thời gian qua. Và các bạn cũng đừng quên hãy để lại một nút like để ủng hộ cho kênh nhé. Hãy ấn nút đăng ký kênh và quả chuông thông báo ngay bên cạnh để cùng cập nhật những video mới nhất của Khám Phá Tubi. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!